Hello, xin chào các bạn là cloud Đài Việt Nam là một cái sự kiện lớn một cái đại hội mà Adic tổ chức trên thị trường Việt Nam uh, cho những uh, anh chị các bạn yêu thích công nghệ nói chung và Adic cloud nói riêng uh, thì chương trình này được tổ chức vào ngày 6 tháng 4 năm 2023 và thứ năm tuần sau thời lượng diễn ra sẽ là cả một ngày uh, từ 8 giờ sáng cho đến 5 rưỡi chiều uh, nơi diễn ra sẽ là khách sạn Marriott Hotel Hà Nội uh, thì đường link mình sẽ để trong phần description để mọi người có thể tiện đăng ký và nhận được thư xác nhận để tham gia sự kiện này ha các bạn tranh thủ đăng ký sớm thì trong cái phần nội dung này sẽ gồm có chia làm ba cái phần chính mà các bạn có thể tham dự À, về cái tham minh thì sẽ là buổi sáng buổi chiều ha trong buổi sáng thì sẽ có nhiều chia sẻ liên quan đến tăng tốc chuyển đổi số ở Việt Nam thì đây là những cái topic sẽ thiên hướng về business hơn thiên hướng về quản lý và kinh doanh hơn thì chúng ta sẽ gặp được rất nhiều các anh chị làm C-level ha à, các CEO CTO ở, ở nước ngoài nữa cả trong Việt Nam mình nữa. Ví dụ như nổ số nổi trội như là uh, CTO của Amazon.com này, ông, ông quen Google hay là CEO của Smartbuy, Tecomban, VPbank rồi rất nhiều anh chị khác nữa trong phần uh, phần panel discussion phần speaker ở đây trong buổi chiều thì sẽ là các topic liên quan đến kỹ thuật nhiều hơn cho nên là các bạn à, về kỹ thuật các bạn có thể tham khảo những cái topic này thì có bốn cái nhóm chính thì bốn cái nhóm này sẽ xảy ra từ lúc 2 giờ chiều cho đến 5 rưỡi chiều nên là các bạn sẽ xem những cái topic nào sẽ phù hợp với mình từ cái domain mình mình làm việc À, thứ nhất là về financial service thì liên quan đến tài chính, dụng ngân hàng, tài chính gì đấy thì có rất nhiều các topic hot như mình thấy là ví dụ security, Compliance thì cái này là cũng rất là hay hay là payment transformation là chuyển đổi trong việc thanh toán với Blue như thế nào các bạn có thể xem thêm không? rồi về tăng tốc về hiện đại hóa ứng dụng ví dụ như là cái này chúng ta sẽ nói về server application level 200 hay là purpose build database hay là về CDK toàn những cái topic rất là hữu ích cho những bạn mới bắt đầu khi sử dụng về hiện đại hóa ứng dụng Uh, rồi về Big Data và Machine Learning, các bạn sẽ làm sao để à, để innovate faster, tăng tốc. Ha. Uh, hay là cho những bạn Data Engineer để làm sao làm việc công việc dễ dàng hơn với một dịch vụ trên đấy là Glue, level 200 cũng rất là dễ. Ha. Hay là Redshift, một nền tảng Data Warehouse trên AWS, level 200 luôn. Thì rất là nhiều các bạn có thể tham khảo thêm, ví dụ QuickSign này cũng rất là dễ dùng này Rồi, mình sẽ nói trong một cái panel liên quan đến upskill Đó là làm sao để tăng cái uh, cái kỹ năng khi làm việc với AWS Làm sao học AWS một cách hiệu quả nhanh chóng nhất Thì mình sẽ nói là về, mình sẽ nói về cái phần không có phần liên quan kỹ thuật Đồng technical, phát triển sự nghiệp với Cloud, trở về AWS À, mình cũng sẽ nói về tại sao chúng ta phải cần phải thi chứng chỉ AWS rồi một số phần liên quan đến uh, thi chứng chỉ hay, practitioner, cloud practitioner chứng chỉ gọi như nhập môn cloud à, phần về training room 2 trong cái phần solution training thì có phần security cloud cũng hay này. Machine learning basic cho những bạn mới bắt đầu với AWS. Rồi à, Cloud Quest là một cái nền tảng các bạn có thể học và giống như chơi game ấy trên AWS ha. Thì có một hoạt động khác là diễn ra từ sáng cho đến chiều là game day quest fest ha thì các bạn có thể tham gia bất kỳ lúc nào từ sáng đến chiều thì uh, trong chương trình thì có rất nhiều các các game rồi chí đến từ partner nữa các bạn có thể có cơ hội dành những cái phần quà rất là hữu ích uh, và rất là để kỷ niệm cái chương trình ha thì đây là danh sách một số gọi là feature speaker các bạn có thể tham khảo thêm phần cuối nhóm đường lên thì sẽ là phần FAQ những câu hỏi các bạn có thể à, quan tâm các bạn sẽ chưa biết các bạn đã xem phần FAQ này thì đó là những một số cái tóm lược về cái chương trình Adex Cloud Việt Nam mình để đường lên trong phần đăng ký ha ok hẹn các bạn à, ở cái sự kiện này